Thưa quý vị, biến thể phụ JN1 được phát hiện ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. JN1 là một biến thể phụ từ biến thể BA.286 của Omicron được WHO xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm. Biến thể JN1 được phát hiện ở 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nhập viện điều trị trong tháng 12 năm 2023. Đây cũng là biến thể gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Na, Thái Lan. Dữ liệu này được đưa ra sau khi Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết tình hình dịch bệnh đường hô hấp diễn biến phức tạp. Cùng cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO về dịch bệnh nguy hiểm gấp 20 lần COVID-19 và đề nghị các địa phương tăng cường, nâng chất lượng hệ thống y tế cơ sở. Số liệu giám sát từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho thấy, từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến ngày 22 tháng 1 năm 2024, các bệnh viện của thành phố tiếp nhận 94 ca COVID-19 điều trị nội trú đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số các tỉnh thành khác. Trong 24, trong 94 bệnh nhân có 17 ca bệnh nặng phải thở oxy, không có ca tử vong do COVID-19. Tất cả ca bệnh nặng đều là những người thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền nặng và chưa tiêm chủng đủ các mũi vaccine COVID-19, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh do COVID-19 có xu hướng gia tăng trong 6 tuần gần đây. Với kết quả giám sát mới này, ngoại trừ biến thể ig 5 các biến thể phụ cần quan tâm khác đều đã phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.